Dạ vâng ạ, xin được kính chào anh chị và các bạn Chúng ta cùng tiếp tục với cái video tiếp theo trong chuỗi series bài giảng của Green Chart về hướng dẫn giao dịch cho người, người mới bắt đầu trên thị trường chứng khoán phái sinh và cụ thể hơn đó là hợp đồng tương lai Thì mình là Uông Quang Founder của Green Chart và rất vui được gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo Thì trong chủ đề lần này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về một cái chủ đề nó đi sâu hơn vào cái việc mình nghiên cứu và phân tích trong quá trình mình giao dịch chứng khoán phái sinh cụ thể hơn hợp hợp đồng tương lai VN30 tại thị trường Việt Nam thì trong cái bài giảng lần này thì mình sẽ nói về những cái số liệu mà nó đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình mình mình phân tích và mình đánh giá chứng khoán phái sinh tất nhiên là đối với tập giao dịch chứng khoán phái sinh thì cái yếu tố quan trọng nhất nó vẫn là phân tích kỹ thuật đúng không ạ? Vì chúng ta giao dịch ngắn hạn thì riêng chủ đề phân tích kỹ thuật thì mình đã có hẳn một cái series về chủ đề này rồi và mọi người có thể là xem ở cái chuỗi bài giảng về phân tích kỹ thuật theo tiêu chuẩn CMT. Còn đối với riêng chủ đề chứng khoán phái sinh thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nghiên cứu những cái chỉ số mà nó nằm bên bên ngoài cái cái um, phân tích kỹ thuật đúng không ạ? Và mình uh, uh, bắt đầu với những cái số liệu đầu tiên, ví dụ như là đầu tiên khi chúng ta phân tích chứng uh, khoán phái sinh thì ngoài cái số liệu về volume thì mình cần phải để ý một cái số liệu nữa đó là số liệu về open interest đúng không ạ? Cái số liệu về OI. Thì OI là gì thì đây là một cái số liệu mà mình có thể là dễ dàng tìm thấy nó khi mà mình tra cứu về dữ liệu chứng khoán phái sinh. Ví dụ mình vào trang Vietstock đúng không ạ? Sau đó thì mình vào cái cái mục phái sinh và mục hợp đồng tương lai và mình vào phần thống kê giao dịch. Thì mình sẽ thấy rất là rõ ở đây đó là từng cái hợp đồng thì nó sẽ có cái OI đây, cái cột cuối cùng này là bao nhiêu ở dưới này và thường là chúng ta sẽ quan tâm cái cột OI lớn nhất đó là của hợp đồng F1M gần nhất đúng không ạ ví dụ như là ở thời điểm mình thực hiện cái video này thì nó là hợp đồng tháng 10 năm 2023 đúng không ạ và cái OI là 48.079 hợp đồng thế thì cái OI này là gì thì mọi người hiểu đơn giản là OI nó là cái số lượng hợp đồng mà còn mở tức là các cái nhà đầu tư người ta đang treo hợp đồng qua đêm người ta giữ lệnh qua đêm và cái số lượng OI càng lớn thì tức là gì tức là những cái người người ta để lệnh qua đêm ấy, càng nhiều thì tức là gì tức là đang có rất nhiều nhà đầu tư người ta đang kỳ vọng vào một cái biến động lớn trong tương lai và như vậy thì thường nó là một cái chỉ báo nó đo lường cái kỳ vọng của thị trường tức là càng nhiều người để lệnh qua đêm thì số lượng OI nó càng lớn và nếu số lượng này tăng đột biến thì tức là gì tức là thị trường chung người ta đang kỳ vọng rất nhiều vào một cái biến động lớn trong tương lai mà có thể thì đó là cái cơ hội để chúng ta giao dịch đúng không ạ thì cái đầu tiên là mọi người cần phải chú ý nhiều về cái OI này nếu mà chúng ta thấy nó đột biến ví dụ như là hiện tại nó đang quanh quanh mức đâu đó khoảng 48 50 nghìn nhưng mà tự nhiên nó đột biến lên khoảng 60 nghìn 70 nghìn chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải đánh giá là có thể thị trường đang kỳ vọng vào một cái biến động rất lớn trong tương lai và chúng ta phải để ý đến cái đó đấy là cái số liệu đầu tiên ở cái số liệu thứ hai khi mà chúng ta nghiên cứu về phái sinh đó là chúng ta phải quan tâm đến các cái mã cổ phiếu mà nó ảnh hưởng lớn đến đến chỉ số phái sinh đúng không ạ và cái này thì mọi người cũng có thể xem nó ở trên trang Vietstock đúng không ạ? về các cái các cái cổ phiếu nó ảnh hưởng đến đến phái sinh đây nó có cái mục là cổ phiếu ảnh hưởng cùng cái trang mà mình xem OI đúng không ạ mình vào mục phái sinh và hợp đồng tương lai mình vào thống kê thì nó sẽ có cái phần cổ phiếu ảnh hưởng ở đây thì mình có thể đánh giá được là thị trường hiện tại nó đang được bị tác động chính theo hướng tăng và hướng giảm của những cái nhóm cổ phiếu nào thì chúng ta thấy là đối với các cái cổ phiếu ở trong nhóm VN30 thì chúng thì chúng ta thấy là cái tỷ trọng lớn nhất thì nó là hai cái nhóm ngành đó là ngân hàng và bất động sản. Trong đó ngân hàng thì luôn luôn chiếm xấp xỉ đâu đó khoảng độ từ 45 đến 50% cái tỷ trọng của rổ VN30 và bất động sản thì cũng khoảng độ từ 13 đến 15%. Do đó nên là gần như hai nhóm ngành này thì nó lại liên quan đến nhau nữa nên là nó là hai nhóm ngành mà tác động mạnh nhất đến chỉ số. Nên là bất cứ thông tin nào mà nó tác động mạnh đến triển vọng tăng trưởng hay là suy thoái của hai cái nhóm ngành bất động sản và ngân hàng thì nó sẽ là cái thông tin mà tác động thông tin cơ bản tác động rất là mạnh đến chỉ số VN30 và chúng ta cần phải đánh giá. Ví dụ như là những cái thông tin liên quan đến trái phiếu ngành bất động sản thời gian gần đây đúng không ạ? Hay là những thông tin liên quan đến tăng trưởng tín dụng hay là những cái chính sách của ngân hàng nhà nước tác động đến hệ thống ngân hàng thì đấy là những cái mà mình phải quan tâm bởi vì nó tác động rất là mạnh đến hai cái nhóm ngành chủ chốt và tác động rất mạnh đến chỉ số VN30. Thì đấy là cái thông tin thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm cái thông tin thứ ba chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng ta thường là sẽ phải quan sát cái vị thế của các cái nhà đầu tư trên thị trường đúng không ạ ví dụ như là chúng ta quan sát các cái vị thế của các cái tay to trên thị trường thì nó sẽ giúp chúng ta biết là à các nhà đầu tư lớn người ta đang đi theo cái hướng lo hay hướng sọt và chúng ta nên là để ý cái vị thế của họ vì ví dụ như ở vị thị trường mỹ chẳng hạn những cái thị trường phát triển chẳng hạn thì họ có những cái báo cáo riêng để họ đo lường vị thế của, của các nhà đầu tư lớn và ở việt nam thì đối với thị trường phái sinh thì mình cũng có thể tra cứu được cái vị thế của hai cái nhóm nhà đầu tư mà được coi là lớn và có thể coi là dòng tiền thông minh trên thị trường đấy là các nhà đầu tư nước ngoài đúng không ạ và các nhà đầu tư mà thuộc cái nhóm tự doanh của công ty chứng khoán đấy là hai nhóm mà gọi có thể coi là các cái dòng tiền thông minh thì đối với cái nhóm nhà đầu tư nước ngoài chẳng hạn nếu mà chúng ta muốn tìm cái vị thế long sọt của họ thì rất là đơn giản thôi thứ nhất là chúng ta có thể thống kê ở trên bảng giá ví dụ mọi người chỉ cần gõ là ví dụ như là bảng giá phái sinh đúng không ạ mọi người lên bảng giá phái sinh của bất cứ công ty nào cũng được đúng không ạ bảng giá phái sinh ví dụ như là mình thì mình hay xem bảng giá của dòng việt ví dụ thế thì ở đây nó sẽ có cái mục là nhà đầu tư nước ngoài đúng không ạ và ở đây nó sẽ có cái mục là trong một phiên thì nhà đầu tư nước ngoài họ mua bao nhiêu họ bán bao nhiêu và chênh lệch bao nhiêu thì các bạn chỉ cần làm một cái bản excel thôi sau đó các bạn nốt cái chênh lệch này qua từng phiên thì nó sẽ ra được được một cái về chênh lệch giữa bên mua bên bán và chúng ta sẽ biết được là khi mà mình cộng dồn lại qua các phiên thì mình sẽ biết được là nhà đầu tư nước ngoài họ đang mua dòng hay là đang đang bán dòng đúng không ạ ngoài ra thì nếu mà muốn tra cứu kỹ hơn cả cái cả cái phần là người ta mua bán dòng với cái khối lượng bao nhiêu nữa thì các bạn có thể lên một cái trang tất nhiên cái này thì mình nghĩ là phải trả phí mình cũng không quảng cáo đi cho cái này cả chỉ là mình hay lên đây mình xem thôi thì mọi người có thể vào một cái trang rất là, là đơn giản là đa sau đó thì mọi người một cái trang rất là phổ biến là phiên đa sau đó mọi người vào mục phái sinh đúng không ạ thì trong này thì nó cũng có một cái phần là thống kê và chọn nhà đầu tư nước ngoài đó thì ở đây họ cũng sẽ thống kê được cái khối lượng long sọt trong một phiên là bao nhiêu và người ta thống kê được cả cái giá trị mua bán là bao nhiêu nữa ví dụ ở đây trong cái phiên 29 tháng 9 thì nhà đầu tư nước ngoài họ đang long dòng đúng không ạ là 1629 hợp đồng đúng không ạ với cái giá trị long là long là bao nhiêu sọt là bao nhiêu và giá trị dòng là bao nhiêu đó thì mình chỉ cần làm cái bảng mình thống kê lại từ thời điểm bắt đầu sau cái đáo hạn hợp, hợp đồng cũ đúng không ạ thì mình sẽ có hợp đồng mới thì mình sẽ thống kê từ cái thời điểm bắt đầu hợp đồng mới cho đến thời điểm nó đáo hạn thì mình sẽ biết được là cái tổng vị thế là bao nhiêu và kinh nghiệm là mọi người nên thống kê thêm cả cái hợp đồng 2 m nữa tức là mình sẽ thống kê hợp đồng của tháng gần nhất và mình thống kê thêm hợp đồng của cái cái tháng liền sau nữa bởi vì khi mà cái tháng gần nhất nó đáo hạn ấy, thì nó sẽ chuyển sang hợp đồng của cái tháng liền sau đúng không ạ nên là ví dụ hiện tại chẳng hạn mình thống kê hợp đồng của tháng 10 năm 2023 thì mọi người nên thống kê thêm cái hợp đồng của tháng 11 nữa đúng không ạ? Đó thì khi mà hợp đồng tháng 10 hết hạn thì mình sẽ có luôn cái số liệu nối tiếp của tháng 11 để mình thống kê. Thì đấy là cái về phần mà mình có thể biết được là cái vị thế giao dịch của của khối ngoại là bao nhiêu. Một là mình xem qua bảng giá này, nó mình thống kê qua các phiên thì mình cũng sẽ biết được. Thứ hai là mình xem ở trên trên phiên đa. Còn đối với cả bên tự doanh công ty chứng khoán thì mọi người nên website của HNX đúng không ạ? Chúng ta nên website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là cái đơn vị mà họ quản lý các giao dịch về về phái sinh đúng không ạ? Sau đó mọi người vào cái mục là là chứng khoán phái sinh. Đó thì ở đây nó sẽ có cái thống kê cái cái giao dịch của tự doanh hàng ngày. Mọi người đợi một chút vì có thể là mạng nó hơi bị lag một chút đúng không ạ? Đây thì ở đây nó sẽ có cái kết quả giao dịch tự doanh hàng ngày. Mọi người chỉ cần tải nó về đúng không ạ? Sau đó mọi người mở nó lên. Đây, ví dụ như này. Đó thì mình sẽ biết được là trong một cái phiên giao dịch thì tự doanh họ long bao nhiêu họ sọt bao nhiêu và với giá trị bao nhiêu và mình chỉ cần thống kê mình cộng dồn tích lũy từng ngày lại với nhau thì mình sẽ có cái vị thế tổng của họ là họ đang mua dòng hay đang bán dòng đúng không ạ đó thì đấy là là cái hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta biết được cái vị thế của hai tay to đó là uh, khối ngoại và tự doanh họ giao dịch như thế nào và cái này thì số liệu nó sẽ có vào khoảng độ 3 đến 3 đến 4 giờ chiều hàng ngày thì mọi người chịu khó lên website của HX nhé mọi người tổng hợp lại đúng không ạ thì đấy là một số cái hướng dẫn uh, cho mọi người về một số cái số liệu mà mình thường dùng khi mà phân tích chứng khoán phái sinh Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho mọi người một chút trong quá trình mình nghiên cứu Và ở cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta tính toán cái khối lượng Và chúng ta hẹt dinh, tức là chúng ta phòng vệ cho danh mục của cổ phiếu cơ sở dựa trên chứng khoán phái sinh như thế nào và Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo à, Vâng, xin cảm ơn